Chính xác là chúng ta sẽ nói đến là hormone hay là rối loạn hormone khi mà tỷ lệ mỡ xuống thấp. Ở đây thì chúng ta lại có một cái hình minh họa, là chúng ta sẽ có là một cái hình tam giác với ba góc, sẽ bao gồm góc đầu tiên là tập luyện tự nhiên, thứ hai thì nó sẽ là khô té đến tận xương, và cuối cùng là phồng tôm. Và ở đây thì các bạn sẽ chỉ được lựa chọn nhiều nhất là hai trong ba khía cạnh của cái hình tam giác này. Đơn giản là nếu mà bạn vừa to vừa khô thì các bạn sẽ không thể natural, và nếu mà các bạn natural thì các bạn sẽ chỉ được chọn một trong hai, đó là to hoặc là khô. Đương nhiên là sẽ có những cái thanh niên mà siêu cấp quái vật khổng lồ với gen của các vị thần thì chúng ta sẽ không bàn tới ở lại cái video này, vì cái tệp này thực ra là nó quá nhỏ đi, và nghiên cứu từ những cái tệp này thì nó thường sẽ không giúp ích được gì cho việc tập luyện bình thường của các bạn cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là ba cái bảng xét nghiệm máu. Thì cái đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái của Văn Tới Calisthenics. Cái này thì chúng ta đã lôi đi lôi lại không biết bao nhiêu lần rồi, về cái bảng xét nghiệm máu của thanh niên này. Và cái thứ hai là của chú Huy, thì nó được test ngay sau ngày mà gặp Văn Tới tại Leap Hà Nội. Có nghĩa là thời điểm này là thời điểm là 4 week rào ấy, 4 tuần trước khi lên sàn. Và cái cuối cùng là của Tuni. Văn Tới thì thực ra là chúng ta xem đi xem lại cũng chán lắm rồi, biết là test tụt rồi. Nên là hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái bảng xét nghiệm máu của chú Huy. Ở cái thời điểm này thì total test của chú Huy chỉ còn là 1.6 nanomol trên lít. Không biết thì các anh em có nhớ cái đồ thị về testosterone của bạn Minh ASN Fitness Center không? Thì vẫn như cũ thôi. Ở đây chúng ta có một cái bảng testosterone level theo độ tuổi. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai dòng, một là free test và cái thứ hai là total test. Thì các cái chỉ số ở trong cái bảng xét nghiệm máu của mình và Văn Tới thì là total test. Nên là chúng ta cũng sẽ chỉ so sánh ở cái cột xanh này thôi nhá, cột total test. Thanh niên nào muốn mà tìm hiểu thêm về các cái chỉ số này thì có thể dở ra xem lại cái video mình gắn ở phía trên này. Ok, các bạn có thể thấy ở đây thì đỉnh cao của test tự do sẽ là ở trước tuổi 25. Vậy nên thì tôi vẫn khuyên các bạn là cố gắng tập luyện. Bắt đầu tập luyện tại thời điểm mà tuổi dậy thì nó sẽ được hưởng sái cái hiệu ứng này, tăng cơ nhanh nhất. Nhưng mà chắc chắn là với một cái huấn luyện viên có tâm ấy thì sẽ không ai khuyên các bạn đâm đổ tại thời điểm này cả. Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái cột total test ấy, có nghĩa là tổng khối lượng test trong cơ thể, thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái khả năng sinh sản, sinh tinh. Thì sau cái tuổi 25 thì các bạn sẽ thấy là nó mới đạt đỉnh. Có nghĩa là lúc này thì cơ thể của bạn tại thời điểm này nó mới thực sự hoàn thiện cho cái việc đẻ đái. Nên là các bạn chơi đồ trước tuổi 25 thì nó sẽ phải trả lại một cái giá đắt hơn rất nhiều so với khi mà hoàn thiện các cái bộ phận trong cơ thể. Và với cái độ tuổi chú Huy tại thời điểm này ấy, thì nó đã bắt đầu đi qua cái sườn dốc của cái đỉnh rồi. Và testosterone của bạn Minh trong thời điểm này thì nó đạt ngưỡng là 22.3 nanomol trên lít, thì đổi ra thì nó bằng 642.65 nanogram trên decilit. Thì chú Huy thì là 1.6, tương đương với nó sẽ còn khoảng tầm 46 nanogram trên decilit, tức là nó còn thấp hơn lượng test của một người mà 85 đến 100 tuổi. Mức sàn khi mà đánh giá một người có bị vấn đề về sinh dục không thì nó sẽ khoảng tầm 375 nhá. Nói chung là khác mẹ thì vô sinh đâu. Nhưng mà không sao, thì tại thời điểm đấy thì mình vẫn được an ủi phần nào, bởi vì tới lúc này nó chỉ còn 1.35 thôi. Được rồi. Thực ra thì các bạn đừng quá lo quá khi mà giảm mỡ sâu như này, vì ai cũng sẽ bị tụt test thôi. Và nếu mà muốn chẩn đoán vô sinh ấy thì các bạn sẽ còn phải dựa thêm một số cái hormone nữa, như là hai cái hormone mà chúng ta đã nói đến, đó là FSH với cả LH. Đấy, thì hai cái hormone này thì chú Huy vẫn là trong khoảng bình thường, dù là cũng ở trên đà ngắc ngoài rồi. Nhưng mà các bạn cũng yên tâm là với cái món này ấy, thì các bạn chỉ cần ăn uống trở lại bình thường thôi thì nó sẽ quay trở lại ngay. Cơ thể của chúng ta thích nghi trở lại rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với các thanh niên đâm đồ. À, một cái vấn đề nữa thì hai cái hormone này là như chúng ta đã nói ở trên ấy, thì là hai cái hormone định hướng trong quá trình sinh tinh và sinh test nội sinh. Vậy nên thì nếu mà các bạn sử dụng bất kỳ một cái chất steroid nào thì hai cái thằng này nó cũng sẽ về không luôn. Ok, hơi lan man một chút. Thì giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi chính ở phía trên là tại sao chúng ta không thể vừa khô, vừa pump và vừa natural. Thì cái quan trọng nhất là do cái lượng test của chúng ta tụt thấp quá. Các bạn biết rằng là vận động viên thể hình chuyên nghiệp, kể cả bán chuyên đi, thì hầu hết là họ sử dụng steroid và các cái chất tăng cái khả năng đồng hóa của cơ thể, nghĩa là tăng khả năng tăng cơ. Những cái chất này ngoài cái việc mà tăng cái khả năng đồng hóa thì nó còn giúp làm cho các bạn phồng hơn, tạo khối cơ nhiều hơn. Đấy,
Nói chung là những cái thứ này thì nó sẽ giúp cho các bạn tích nước nội bào, giúp kéo nước, kéo glycogen vào nhiều trong cơ bắp hơn, chứa được nhiều hơn thì các bạn nhìn nó sẽ pump tròn hơn. Chưa kể là các vận động viên họ còn sử dụng nhiều các cái chất khác giúp làm tăng kích thước hồng cầu, tăng cả cái số lượng của hồng cầu nữa. Đấy, để giúp cho vận chuyển được nhiều chất dinh dưỡng đến cơ bắp hơn. Đơn giản là các bạn nhiều máu hơn hoặc là kích cỡ máu của bạn to hơn đi thì cũng sẽ làm thay đổi cái tỷ lệ của vận động viên khi mà họ lên sàn. Các bạn cứ thử tưởng tượng là nếu mà so sánh hai vận động viên nhá, họ cùng hạng cân đi, cùng độ khô và cùng một khối lượng cơ bắp luôn đi. Đấy. Nhưng mà nếu mà hồng cầu của thanh niên này to hơn thanh niên kia khoảng đi 11% thì điều gì sẽ xảy ra? Các bạn sẽ thấy là cái thanh niên phổi to kia nó sẽ bóp chết thanh niên còn lại. 11% thực sự là rất nhiều. Đấy, nói chung là đó là cái lý do mà vận động viên natural tại cái thời điểm này họ sẽ thường bị móp. Và cái việc móp ấy thì nó sẽ so sánh bởi các cái vận động viên khác. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một vài cái chỉ số đáng lưu tâm, đó là T3, T4 với cả TSH. Thì ba cái hormone này nó sẽ trực tiếp liên quan đến cái hoạt động của tuyến giáp. Thì đây sẽ là cái thứ mà quyết định bạn có rơi vào cái trường hợp sống còn trong việc giảm mỡ hay không. Chứ không phải là các bạn nhịn ăn khoảng 1 đến 2 ngày sau đấy không thấy cái cân của xuống thì là báo cho huấn luyện viên là em bị rơi vào cái trường hợp gì nhỉ? Bảo toàn năng lượng à? Nếu mà các bạn muốn biết chính xác là các bạn có bị rơi vào cái trường hợp đấy hay không ấy thì các bạn nên đi xét nghiệm bộ ba cái hormone này. Ok, thì vào việc rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là TSH, thì là thyroid stimulating hormone. Thì nó là một hormone điều tiết ra từ não để kích thích tuyến giáp sản xuất hormone T4. Thì T4 thì nó sẽ đi qua gan để chuyển hóa thành T3. T3 ở đây thì nó sẽ là một cái hormone nội tiết có chức năng chịu trách nhiệm chính trong sự tác động của nội tiết tuyến giáp lên các cơ quan khác. Đấy, các bạn lưu ý ở đây một chút nhé. Nó là tác động lên rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Nên là hiển nhiên là khi T3 của bạn thấp ý, thì các bạn sẽ thấy mệt mỏi. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu ngược lại như này, là do cơ thể của các bạn và nó đói năng lượng nên là T3 của các bạn thấp để giảm đi các cái hoạt động cơ thể nhằm bảo tồn lại năng lượng, nhằm duy trì cho sự sống. Và cũng như là cái quá trình sản sinh tinh trùng ở nam giới ý, thì tuyến giáp nó cũng hoạt động dựa trên cái cơ chế là phản hồi nghịch. Có nghĩa là khi mà T3 của các bạn thấp thì não của chúng ta sẽ tiết ra nhiều TSH hơn để kích thích tuyến giáp sản xuất nhiều T4 hơn, từ đấy nó sẽ chuyển hóa thành T3. Đấy. Và ngược lại thì T3 cao thì TSH nó cũng sẽ thấp. Vậy nên thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chỉ số T3 của chú Huy tuy thấp và dưới ngưỡng cái mức an toàn luôn rồi đấy, nhưng mà TSH thì nó vẫn ở trong mức an toàn. Và đây chính xác là biểu hiện của cái sự ăn kiêng quá lâu và phản ứng hạn chế của cơ thể lên các hoạt động bình thường. Và một vấn đề nữa là những người mà sử dụng các cái thuốc để bổ sung thêm T3 ấy, thì TSH của chúng ta nó sẽ tụt xuống chạm đáy luôn. Cho các bạn quan sát thì sẽ thấy là những vận động viên ấy ở trong cái giai đoạn cuối này thì họ sẽ có những cái buổi refeed hoặc là cheat meal và họ ăn rất nhiều và nói rằng là mục tiêu thì là để phục hồi T3. Thực sự thì trong tất cả các nghiên cứu mình đọc ấy, áp dụng lên vận động viên nói chung và các cái vận động viên thể hình nói riêng, thực sự là nó chưa có một cái bằng chứng nào chứng thực cho rằng là T3 hoặc thậm chí là chuyển hóa trước của nó là T4 đi là sẽ được phục hồi sau 1 đến 2 buổi cheat meal này. Nên thực tế ở đây thì vận động viên họ vừa dâng liều T3 ngoại sinh lên và họ cần một lượng lớn đồ ăn để cơ thể sử dụng trong thời điểm này. Điển hình là các bạn sẽ thấy là sau bữa cheat meal ấy, thì vận động viên họ thường sẽ khô và phồng hơn. Đấy, thì chốt lại đây là lý do tại sao mà vận động viên tự nhiên họ thường nhỏ, yếu và bị móp hơn khi lên sàn so với các vận động viên còn lại. Nói chung là xét đến cái khối lượng cơ bắp, khi mà chúng ta giảm mỡ xuống quá thấp về thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị mất cơ. Tổng hợp protein trong cơ thể nó sẽ giảm do cái việc tập luyện của các bạn thứ nhất là chán đời. Trước đấy thì chúng ta còn thiếu ăn, thiếu ngủ nữa. Nên là chắc chắn là không đủ cái khả năng phục hồi tối ưu nhất để cho cái việc phát triển cơ bắp rồi. Hơn nữa thì cái việc bị phân hủy protein do là chúng ta stress căng nhiều hơn do thiếu ăn, thiếu ngủ. Mình không nói đến cái việc là các bạn vừa có thể vừa tăng cơ vừa giảm mỡ khi mà body fat khoảng tầm 30%. Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái thời điểm mà mỡ cơ thể nó tụt xuống còn tầm 10% ấy, thì tôi nói thật với các bạn là tại thời điểm này chả có ai tăng được cơ với người tự nhiên cả. Vì tại thời điểm này ấy, thì cơ bắp của các bạn nó là một cái thứ nó cực kỳ xa xỉ. Và việc mất cơ là biểu hiện của cái việc mà chúng ta suy giảm cái cơ nạc hay là đấy, do thiếu test. Thì đấy là những cái nguyên nhân mà khiến cho các bạn là
trông móp nhỏ hơn khi các bạn mặc cái áo vào. Còn các bạn sẽ chỉ to hơn do các bạn khô xé thôi các đường nét của cơ thể và sau khi pump, sau khi tập thôi. Chứ còn lại trong ngày 24, 23 tiếng còn lại trong ngày các bạn sẽ bé như con nhái. Được rồi, giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video hôm nay.